Hôm nay sẽ dẫn quý vị các bạn lên núi Trà Sư nha. Ở đây là con đường bắt đầu chúng ta sẽ đi dài lên trên đỉnh núi. Núi Trà Sư thì rất là thấp và đoạn đường đi cũng rất là ngắn. Chúng ta đi khoảng là 30 phút sẽ tới trên đỉnh. Bây giờ quý vị các bạn thấy có cái đường chạy xe lên núi, không có cái đường đi bộ, và xe cũng bậc thang rất là dễ đi quý vị. Thì dốc cũng khá cao nhưng mà quý vị các bạn thấy là núi này rất là gần, đoạn đường rất là ngắn. Gặp cuốn chiếu nữa. Hai nhỏ em dâu gặp cuốn chiếu nó sợ lắm. Đá xuống kìa, đá xuống. Cuốn chiếu nội dùng bảy núi rất là nhiều. Những con này mà những người dân nơi khác lại gặp rất là sợ gì, nhìn nó rất là ghê. Đây. Lên đây chúng ta sẽ dừng lại một cái ngôi cổ tự, đó là Tây Hương Tự. Ở đây là các bạn thờ Mẹ Quan Âm. Bây giờ quý vị đi vào phía trong quý vị. Đây phía trước là ngôi chánh điện quý vị, bạn là Tam Bảo Phật Thích Ca Mâu Ni. Hai bên này có hai có vị thần hộ pháp quý vị. Và phía bên đây cũng có ngôi chánh điện. Đây là tượng thờ Mẹ Quan Âm rất là cao lớn. Nam mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Tây Hương Tự phía dưới là kinh Chú Đại Bi quý vị. Ai mà thuộc kinh này và tụng kinh này thì nó sẽ rất là có lợi cho chúng ta trên bước đường tu tập. À,
phía dưới là cổng trung đài quý vị. Đây. Nhìn là rất trên là những cái ngọn núi Vũ Sơn, núi khác thì còn những cái ngọn núi khác ví dụ như núi Cậu. Ngoài đây là có rất là nhiều cái ngọn núi, đây là núi khác, đây là núi dài Năm Giếng. Dưới là thị trấn Nhà Bàng. Quý vị các bạn thấy nhiều ngôi nhà xa xác với nhau như thế này, và cách thị trấn Nhà Bàng là 17 cây số về thành phố Châu Đốc. Và phía này là chúng ta đi về thành phố Châu Đốc luôn, một tỉnh An Giang cũng nằm thành phố sát biên giới Campuchia. Lên đây cảm giác rất là mát mẻ, gió thổi rất là mát. Từ trên cao chúng ta nhìn xuống, hôm trời hôm nay nắng rất là tốt, gió thổi rất là mát mẻ. Cảnh nhìn xuống rất là đẹp, rất là dễ chịu. Ngắm cảnh gió thổi rất là mát, tạo cho chúng ta một cái cảm giác rất là hưng phấn, là thoải mái. Đây quý vị, con của mình mới đi ra được tới cho nên là nằm giống rồi. Hôm nay lớp 7 rồi, năm sau lớp 8 quý vị. Đi tiếp kìa đây. Đây nhỏ em dâu gặp cuốn chiếu. Gặp cuốn chiếu là nó quýu. Lại mẹ quan âm với độ cho đừng sợ cuốn chiếu. Sợ con bự hơn cuốn chiếu nữa. Bây giờ ra Tây Hương Tự, mình sẽ đi tiếp lên phía trên quý vị, của núi Trà Sư, hay gọi là Sơn Trà. Và nguyên một cái khu này của gì là dành cho những cái khách thập phương đến này để cúng lại, nên nghỉ ngơi rất là rộng nguyên khu này, và được sửa chữa xây cất mới là rất là khang trang. Và bên đây là một cái ngôi miếu nhỏ cổ quyền, cổ thiên quyền tử. Nam mô A Di Đà Phật. Đây là thờ Bạch Hổ. À, chính giữa là thờ mẹ của Thiên Quyền Nữ. Và bên đây là cái gian thờ của thần xà Bạch Xà. Bên đây là cái đường xe chạy nè, bây giờ làm đường xe chạy luôn nè. Mình chắc chạy lên tới trên đây rồi. Đường xe chạy nè, cho nó có xe lên đây nè. Cái này giống như cái cổng hả? Mới
và đời Tây Hương Tự mình sẽ đi dài là phía trên nữa quý vị. Sẽ có rất là nhiều những cái điện thờ, những cái gian thờ, những cái nơi linh thiêng của núi rừng của Trà Sư quý vị. Rất là dễ đi, mỗi bước là một bậc thang. Núi này thì cũng không xa lắm gì, ta đi khoảng nửa tiếng hồ. Có tay vịn luôn nè quý vị, được một thang có thể dựng đi lên tới chùa Hòa Sơn quý vị. Chùa này có một cái vị sư ni rất là hiếu khách, vui vẻ và dễ mến quý vị. Đây. Mình sẽ vào chùa chiến quý vị, chùa Hòa Sơn. Mình dẫn cung cưng cung quá mua 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 đồ trả tiền, trả tiền mua đồ nghe, trả tiền nghe con, mua đồ con nói trả tiền cho thầy rồi, trả tiền cho con. Ở đây có muối hương thành, cái dân thành, muối bà thông động luôn. Không phải, sao? Gà chùa Hòa Sơn thì chúng ta sẽ đi tiếp lên để tham quan, viếng thăm cũng lại cái điểm tâm linh còn lại của núi Trà Sư quý vị. Và lên tới đây là chúng ta đã lên được nửa núi rồi quý vị. Chúng ta sẽ đi dài lên trên. Đây là đây có một cái quán võng rất là mát vậy. Đây. Đây này có hai cái đường đi. Và đi đường này chúng ta tới điện Quỳnh Long. Để dọc xuống đường này quý vị. Chúng ta sẽ rẽ phải. Nam Mô A Di Đà Phật. Mẹ, khỉ kêu vậy? Không có, người ta lên xá. Cây có cái là mát mẻ quá vậy. Không kêu mình đẹp, không kêu mình cho nó. Về thác mà nghĩ nó dòng xuống đường đó đó. Rồi, mình sẽ đi về hướng phải và giếng điện Quỳnh Long là nơi mà Đức Quỳnh giáo chủ đến đây để trị bệnh đó chị, ông đạo sơm. À, chị mình cho Đức Quỳnh giáo chủ rồi. Bây giờ vẫn còn cái di tích đi. Chúng ta sẽ ghé điện Quỳnh Long để viếng thăm cũng lại.
bốc gì chứ vậy. Và đồng thời trong khoảng là vài năm trước thì cũng có xuất hiện một cái ông chăn rất là khổng lồ, cũng tại Điện Bình Long. Và đó, từ đó thì lực lượng chức năng cũng đã thu phục và thả về rừng như vậy. Này. À, bên kia là điện thoại thần tài, quý vị, mình sẽ qua bản chiến luôn. Núi này tuy nhỏ nhưng mà chúng ta đi tham quan ghé đủ chỗ như thế, cũng không có mất nhiều thời gian, quý vị. Đi khoảng 1 tiếng thôi, là từ dưới chân lên ta đứng đứng xuống chân. Phật Thần Tài với Phật Di Lặc. Đây, trong đây cũng có cái quán khá khang trang. Đi qua đó nè. Ở đây quý vị, chúng ta đã tới điện thờ Thần Tài và Phật Di Lặc. Đây. Dưới cái mái đá khổng lồ như thế này nè quý vị. Được sắp chồng lẫn nhau theo thứ tự như vậy. Đây là tượng thờ Phật Di Lặc. Đây là nhà thần tài rất là linh thiêng, như ai có thành tâm. Cái gì tám ở hàng tội trong nhiều quá chị nhỉ, em đứng hết sàn. Rồi, điện Phật Di Lặc và điện Thần Tài thì chúng ta sẽ tiếp tục đi tới điện Quỳnh Long quý vị. Và đây còn đường dẫn chúng ta là điện Quỳnh Long núi Trà Sơn. Mời quý vị các bạn hãy theo chân mình. Cho cái gì ghé chú. Chú. Cái gì ghé chú. Cái gì ghé chú. Không mua hoa. Đây. Đường lên điện Quỳnh Long rất là dốc. Dốc thẳng đứng. Ở đây có những cái quán rất là khang trang quý vị. Nhưng mà núi này ngày hôm nay thứ bảy cũng rất là ít người đi. Cái này phía trên chúng ta nhìn xuống này. Rất là cao. Đường nhà xe lên núi này. Đây, chúng ta sẽ đi tiếp lên phía trên. Và phía trên là chúng ta thấy điện Quỳnh Long. Và trên này được đi thì chúng ta ghé mộ của sư ông là ông Đào Sơm Lê Nhật Long. Quý vị.
là người đã từng trị bệnh cho Đức Huỳnh Giáo Chủ. Là ngôi mộ của ông tại đây. Rồi mình cũng vừa thắp nhang cho ông. Rồi mình sẽ gài mộ ông đạo xong, chúng ta sẽ đi thẳng tiếp lên phía trên quý vị. Đây là con đường dẫn chúng ta đi tiếp lên phía trên cái điện Quỳnh Long. Lên đây chúng ta thấy có một gian thờ nữa, đó là mấy ông bà. Rất là linh thiêng. Ông bà là tượng trưng cho cái đất đai dân chạch đây, linh thiêng. Đối diện là một cái ngôi miếu, chỉ có một cái nhân thờ. Bây giờ ra miếu ông tà thì chúng ta tiếp tục đi lên cái điện Quỳnh Long quý vị. Và đây là một cái bậc thang thẳng đứng để lên trên phía trên, đó là điện Quỳnh Long. Nhìn thấy rất là cao quý vị. Chúng ta sẽ đi lên trên. Mời quý vị các bạn đi theo chân mình nha. Này có những cái tảng đá rất là lớn. Mình đã tới điện Quỳnh Long rồi. Nè, lên xuống. Phía dưới đó là điện thờ tại Phật Lạc đó. Dưới chữ nữa là thị trấn các bạn. Hay lên mạng đặt cái kiến giả cận mà đeo như bị cận. Trên đó là bàn chân tiên quý vị. Để mình lên mình quay cho quý vị các bạn xem ha. Ở đây nhìn giống một cái bàn chân. Rất là bận, gọi là bận sao tiền. Ở đây có đường à? Mà chị đi xuống đó. Và các người lần đầu tiên thực hiện thì con.
rồi bày trang Phật. Đây, phía trên nó em mình zoom cho quý vị các bạn xem ha. Đây. Rất là giống. In trên một cái vách đá. Và phía trên có rất là nhiều tảng đá khổng lồ chất chồng lên nhau, cao như vút như thế này rồi. Ở trên đây có một cái tu sĩ, người ta ngồi tĩnh, ngồi thiền. Ta không muốn làm phiền nữa, mình chạy xuống để yên cho người ta tu tập. Mình sẽ quay xuống cái gì, và đường rất là dốc. Mình đã tới điện Quỳnh Lâu, là di tích Đức Quỳnh Thiếu Chủ Phật giáo Hòa Hảo ngày xưa. Đến đây để trị bệnh do nội sơn bệnh cho ông. Mẹ móng vai kìa. Xe có bộ dạc của ổng. Ông nào? Không thầy. Đây là cái bức tranh vẽ. Ở đây là ông Đạo Sơn nữa quý vị. Ma gia kìa. Và người nằm Đức Quỳnh Giáo Chủ. Và có những cái gì sai thần chi gì. Mẹ cá sấu kìa. Đang đứng hầu phía sau. Cá sấu. Kìa. Nè. Thấy qua. Thấy cổ qua cảnh bất thân thiền, ngồi cổ hành 6 năm mới thấy tạo gần đất mơ hôi cho quấy, dùng từ thông nghị lực dập tắt. Này này, bên trong cái điện thờ. Để đi. Nó chui vô hang rồi. Ta làm cây để cho ông Trăng đu. Đây là khoảng vài năm giờ trước thì có ông Trăng ngủ ở đây rồi. À, bây giờ Kiểm Lâm bắt rồi. Thả ông về hổ xanh rồi, được xanh. Qua phía bên phải thì đây là bộ giặc của Đức Thầy nằm để trị bệnh. Mẹ có phải không? Mẹ. Rồi quý vị các bạn rời điện Quỳnh Long thì mà quý vị các bạn sẽ tiếp tục theo mình đi lên phía trên điện thờ còn lại của núi Trà Sư quý vị. Đó là lên trên đỉnh núi. Và đây là con đường dẫn chúng ta đi lên đỉnh núi của núi Trà Sư. Thank you.
gì vậy? Gặp con chiếu mừng trúng số. Con chiếu quá quý vị. Có nhỏ em ở xa lại cho nên gặp con chiếu ở vùng bể núi nó rất là sợ. Đặc trưng của vùng bãi núi là cuốn chiếu đó quý vị, rất là nhiều, vào mùa mưa thì xuất hiện rất là nhiều. Cái người mà chưa từng thấy thì gặp rất là sợ, nhìn nó rất là ghê sợ đó. Đây chúng ta đổ lên con dốc này nữa là chúng ta sẽ tới trên đỉnh của núi Trà Sư vậy. Đoạn đường đi lên là cây cối phủ xanh hết quý vị, rất là mát, nhưng mà cũng có những cái khúc dốc rất là đứng, những người đi không quen rất là mệt. Và núi này tuy là nhỏ và đoạn đường cũng khá gần. Này mình sẽ tới một cái quán nữa, hãy dừng chân này chút xíu nữa quý vị. Quán này người ta cắt tạm để bán nước cho những du khách đi hành hương lên núi quý vị. Phía dưới là thị trấn nha bạn. Rồi mà quý vị, chúng ta sẽ đi tiếp lên sân tiên quý vị của núi Trà Sư. Và đây là con đường dẫn chúng ta đi lên trên sân tiên, là lên tới trên đỉnh quý vị. Còn chút xíu nữa chúng ta sẽ xuống đường bên dưới và chúng ta sẽ đi giáp núi quý vị.
bên đây là có miếu Bà Chúa. Chạy số nhiêu? Nha con, bỏ vô thùng rác. Gia này em mua nhiêu? Ở đây là con đường chúng ta đi tiếp lên sông Tiên và điểm cuối cùng của núi Trà Sư quý vị. Đây là trên đỉnh của núi Trà Sư này quý vị, và điện thờ cuối cùng. Trời ơi, xích dây chỉ đùm dần kìa. Là điện thờ chính xác. Chạy đi đùm kìa. Lên đây lại wifi đó vậy. À, đây có. Bên cục chị có hàng. Ông con nó không được có hết hộp nha. À, quý vị các bạn, mình rời Sơn Tiên, mình sẽ đi xuống phía dưới quý vị, và cái cánh bên phải bên trái này đi xuống thì giáp đường núi rồi trở về con đường cũ mình đi xuống. Và đây là con đường dẫn chúng ta xuống núi qua cái thời gian chúng ta đi tham quan hành hương cúng lại ở các điểm tâm linh trên núi Trà Sư. Thì chúng ta sẽ bắt đầu xuống núi gì, và trên cái con đường xuống núi này thì cũng có một vài điểm gian thờ để chúng ta thắp nhang cúng lại và ra về. Và đây là điện cung phẩm ngũ hổ gì. Đây là thờ Ngọc Hoàng với Thanh Mẫu Nguyên.
thần quyền trăm hồn rồi mẹ của ông. Và phía dưới là điện cổ phẩm mà ngũ hổ hay ông hổ đâu gì. Ở bên phía trong chúng ta thấy nó nằm ở dưới nhấp đá trong cái hang động. Nãy con lên đây là con định né tiếng cái dừa đứng lên. Đúng rồi, đi núi phải gì. Đây phải không? Đây. Ủa sao ngoài không để đây nè, xuống bên đây. Xuống. Thôi, đi nó dễ đi hả? Không đây nè, nó có. Phía trên là cái khổng lồ cái gì. Và cái con đường xuống dốc rất là cao, xuống thẳng đứng như thế này nè, chúng ta phía trên là nhìn thấy rất là ngại chân, nhưng mà đi cẩn thận. Mời quý vị các bạn sẽ theo trong mình đi xuống phía dưới. Dốc rất là cao đi. Trên là những cái đá treo leo nữa. Sông thâm thẳm dưới. Cho nên chúng ta đi cũng rất là cẩn thận. Đây, nhỏ em mới gặp con chiếu nè. Gặp con chiếu là nó tưng tưng lên. Dựng dựng lên. Kiệt lấy cây vít bỏ cho dì Sơn Kiệt. Đây trong đây có một cái giếng cái gì? Rồi giếng này giếng tiên. Nước quanh năm. Đây, ở đây cũng một cái giếng nước trong hang đá nè. Hang sâu vô trong hang luôn. Này lá cây rớt xuống. Ở đây cũng có một cái điện thờ dưới một cái mái đá. Tượng đá khổng lồ lắm. Thanh Long đó học không bán, không bán. Đúng.
quý vị. Đẹp ha. Trên núi chúng ta bắt gặp con ốc hương rất là đẹp nè. Ốc hương này còn sống nè. Sống rồi. Bắt ra. Rồi sao dính lại. Thục rất là đẹp. Nó thục vô nè. Đâu em coi. Em về nhà nuôi. Nó đây xuống tới. Ủa sao nó không có cái nắp? Mấy chùa thả nó. Ừ, nó vậy đó. Sao ốc này nó không có nắp? Ừ. Ngon nha. Đây. Dưới đây có một cái máy để cho những du khách để dừng chân, rất là rộng người thoáng, làm được rất là khang trang. Cái như đây cũng có những điện thờ có quyền cho họ luôn. Đó là chùa Bồng Lai cũng đẹp. Và bên cũng diện đó là đại cung thiên. Và đây là cái nơi thờ đá lòng thời tiền ngày xưa thì tại những trên sân tiên. Đá lằn tới đây thì đã nằm tại ở đây. Còn người dân họ dựng cái miếu thờ tại đây, miếu sơn thần này. Này là cũng đá đó. Các bạn mời anh nhìn. Là tại cái sự hy sinh gì hết. Còn đây là con đường dẫn chúng ta đi xuống phía dưới qua cái đền thờ Trần Long. Đậu cho mùa màng tươi tốt, trúng mùa được giá. Đâu đàn ông mà giờ nó cũng chó quá. Bên đây là mẹ quan. Rồi mời quý vị các bạn sẽ theo cho mình đi xuống phía dưới nữa quý vị. Cũng có một vài cái gian thờ nữa và chúng ta sẽ xuống tới chân núi và kết thúc một cái chuyến tham quan núi Trà Sư. Bà chúa Sơn Lâm ở này đóng cửa rồi vậy. Kìa. Kìa. Ở chỗ này bữa nay đóng cửa rồi. Biết đâu. Có cái cặp kìa.
Từ phía trước là tượng Phật Bà Qua mọi người. Bữa nay đóng cửa rồi. Hôm nay ông sư cũng đi đâu rồi. Miếu bà Chúa Thượng, Chúa Sơn Lâm. Bữa nay đóng cửa đi đâu rồi. Đóng cửa. Ủa, tới chỗ nãy nè. Ừ. Để xuống chỗ cái ngã ba nãy nào gì. Gì? Giờ đóng cửa. Nãy mình lên có hai đồng đấy. Ừ. Lên hư hư. Đây, chúng ta đã đi giáp một cái dòng núi và tham quan đầy đủ những cái địa điểm thờ tự, những cái thờ tự ở trên núi Trà Sư. Thì chưa đầy 2 tiếng đồng hồ chúng ta đã tham quan giáp núi quý vị, cũng có nhiều cái địa điểm tâm linh rất là linh thiêng. Thì đến đây thì Điệp Vlog xin kết thúc clip. Chúc quý vị các bạn thật nhiều niềm vui, sức khỏe và hạnh phúc trong cuộc sống. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn vào những clip sau.